Thế trong buổi live stream ngày hôm nay cô sẽ tiếp chữa tiếp cô sẽ live tiếp phần 2 của chuyên đề cô đảo. Hôm trước chúng ta học về được tổng cộng là 6 dạng cô đảo đúng không ạ? Đúng không ạ? Rồi, 6 dạng cô đảo, các em bơi bài thật nhanh nhé. Nào, bây chúng ta sẽ học về chuyên đề cô đảo phần 2. Ok. Cô đảo phần 2 sau chúng ta làm bài tập ứng dụng luôn nhá. Ok. Nào, các em bơi bài thật nhanh nào. Cái dạng này thường thường là có hai câu trong bài thi của chúng ta. Bản chất của việc luyện đề đó là của các đề thi là gì ạ? Hầu như chỉ là các chuyên đề ghép vào mà thôi đúng không em? Ok. Chào cả nhà, em mà thật nhanh nhé, cô sẽ live thật nhanh thôi. Sẽ bắt đầu thật nhanh nào. Cái máy chia sẻ với bạn mình thật nhanh ạ. Xin chào, xin chào. Cố lên nào. Rồi, cô chào Tiếp Mì. Wow, hôm nay Tiếp Mì vào sớm. Yes, nice. Rồi, các em vào nhé. Rồi, cô chào Hồng Nguyễn Thị ạ. Chào các em. Không, cô phải dạy lý thuyết trước chứ. Phải lý thuyết trước em ạ. Không là nhiều bạn không hiểu ấy. Học gì học cũng phải lý thuyết trước. Ngon lành cảnh đào đã nhá. Nào chúng mình chia thời gian để cô bắt đầu là. Đúng 1 phút nữa cô bắt đầu nhá. Okay. Xin chào, hello, hello. Hello Nguyễn Ánh. Good evening. Ôi nhanh nhở, sắp Tết rồi đấy các em. Giai đoạn là không phải học sinh lớp 12 đang. Rồi qua chào Hồng Thắm xinh đẹp. Hồng Thắm trông lúc nào cũng rất là how to say, rất là tươi tắn, xinh xắn đúng không? Các em lúc này phải lạc quan các em ạ. Ví dụ thế này nhá. Hôm trước cô bị mấy chú công an cho dừng lại. Lý do đơn giản là cô quên không xi nhan. Không xi nhan xe ô tô. Thế thì trước kia thì có thể lấy, nhưng mà bây giờ cô thấy chuyện đó chỉ bình thường. Bởi vì là nếu như không có họ nhắc, biết đâu có những ngày mình cũng quên mình không xi nhan, thế ai đi sao không biết, đâm tai nạn làm nào. Đúng ạ, ok. Chứ chúng ta luôn luôn cảm ơn, luôn luôn biết ơn những gì đang xảy ra chúng ta. Tốt thì sẽ tốt cũng cảm ơn, và xấu cũng cảm ơn ạ. Đấy, ok. Quang Hiếu Thiệu Kiều buổi sáng em học tốt không em? Nào, các em có nhớ bài hôm trước không ạ? Tôi nhắc qua một chút nhá. Nào, qua dạy chúng mình bằng 100% năng lượng ạ. Mặc dù bây giờ là khá là muộn rồi, 10 giờ rồi. 100% năng lượng. Rồi, các em học bao nhiêu phần trăm năng lượng đây? Nào, làm thế thì bằng 100% năng lượng, còn học lờ giờ đi ngủ luôn, không cần học. Đồng ý không ạ? Nhá, học. Hello, hello, chào Phúc. Hôm trước cô đã dạy chúng mình tổng cộng là 5 dạng. À, cô nhắc vào một chút. Thứ nhất là trạng từ tần suất. Đây gọi là trạng từ dạng phủ định. À, các từ này các em xem lại cấu trúc cho cô. Loại số 2 đó là câu điều kiện. À, đảo câu điều kiện. Thì trong loại câu điều kiện chúng ta có 3 loại, loại 1, loại 2 và loại 3. Được chưa? Rồi, tiếp theo một loại nữa. Đó chính là câu đảo với sâu, đúng không ạ? Tờ ở đâu nhỉ? No sooner, rồi là hardly when, scarcely when, đúng không ạ? Rồi, và dạng cuối cùng, và cấu trúc là gì ạ? Và cấu trúc là gì ạ? It was not until that, đúng không? Rồi, đấy, tụi anh học tiếp, con nhá, câu đảo ạ. Tiếp theo đó là câu đảo với phó từ chỉ cách thức. À, phó từ chính là gì? À, phó từ chính là gì đây? Trạng từ. Rồi, chúng ta học ở đây rồi phải không các em? Rồi, và tiếp theo dạng số 6 chúng ta cần nhớ ngày hôm nay. Qua sẽ dạy rất là luôn ạ, dạy luôn nhá, để chúng ta không bị muộn rồi. Nào, chữa xong bài thôi em. Chắc tầm khoảng 45 phút xong bài này thôi. Nào, 6 nhỏ. Đó chính là gì ạ? Hình thức ạ. Chúng ta đảo ngữ với phó từ chỉ cách thức. Nghe không chưa? Chúng ta học này. Đảo ngữ với phó từ chỉ cách thức. Nào, thế ra ngày hôm nay chúng ta sẽ học bắt đầu với hình thức đảo ngữ với phó từ chỉ nơi chốn. Nào,
Phó từ chỉ nơi chốn. Phó từ chỉ nơi chốn. Cô phải viết để chúng mình nhớ bài hơn nhé. Vì cô like đến bây giờ là những bạn mất gốc cũng có, dành cho bạn mất gốc là chủ yếu. Các bạn nào giỏi xem lại chắc thôi. Đó, cho nên là cô sẽ chữa rất là kỹ cho chúng mình. Ok, bây giờ phút này không có lý do gì mà phần chuyên đề chúng ta không chắc các em ạ. Không chắc không học được ấy chứ. Hình thức đảo ngữ thì như thế thì của chúng ta như thế nào? Đó là cấu trúc của chúng ta như sau. Phó từ, nhưng lần này không phải trợ động từ như ở cái phần phó từ chỉ cách thức nữa, mà phải là không phải trợ động từ nữa mà lại là V cộng S. Ok, à, các em lại cho ô vuông thì chị đặt cho cô này. Ô chị đặt cho cô này. Ok, nhá. À, ví dụ như là à, cô một câu là mùa xuân sắp đến rồi đúng không ạ? Cô sẽ nói Here comes the spring. À, mùa xuân đến rồi, đúng không ạ? À, đấy. Thế thì đây chính là câu gì đảo? Đây là phó từ chỉ nơi chốn. Đây là here ở đây đúng không? Comes có phải là V và nhớ triệu từ như bình thường. Nha. Yeah. Spring ở đây là một mùa, cho nên các em sẽ dùng động từ dạng dối ở đây comes có phải có S. Nha. Rồi tiếp tục. Một loại nữa đó là hình thức đảo ngữ. Nào, cấu trúc 7 ghi cho cô này. Đó là hình thức đảo ngữ với. Nào, hình thức đảo ngữ với chấm chấm nhá. Nào, những từ nào đây? Đó là gì đây ạ? À, there, ở kia. Here, ở đây. Đúng không ạ? Then, sau đó. First, do vậy. Now, bây giờ. Được chưa ạ? Rồi, chỉ được đảo ngữ khi chủ ngữ là danh từ. À, nhưng không hoán chuyển khi chủ ngữ là đại từ. À, bây giờ qua có như này nhá. Này, thực ra 6, 7 là 1 đấy. 6, 7 là 1 đấy. Nào, ví dụ này nhá. Here, cô chào Thanh Phúc. Hello em. Phúc nghe quen. Rồi, em chỉ cho qua này. Ở đây chủ ngữ của chúng ta là gì? À, the spring. Nhưng bây giờ cô chỉ đổi, không phải là danh từ chủ ngữ là danh từ the spring nữa, mà lúc đó cô thay bằng là đại từ. À, thế thì cô lại phải nói như sau ạ. Cô lại phải nói như sau ạ. Here, yeah, it comes. Nó đến đây rồi, đúng không ạ? Đó. Thì it ở đây đóng vai trò là đại từ. Đại từ. Nhớ. Còn đây là V. Rồi, cô chào nhìn thư dạy để hình hoành tráng thế. Ok, các em nhớ nhá, nhớ cấu trúc cho cô. À, tóm lại là gì? Danh từ thì là phó từ cộng V cộng S. Nhưng nếu như là đại từ, thế nào là đại từ các em? Đại từ đó là I, you, we, they, he, she. Thì các em lại phải dùng đại từ cộng với động từ. Xong chưa? Rồi, một dạng nữa, qua sẽ cho vào thứ tự là những cái cấu trúc về đảo người ta hay dùng trong bài thi, cô sẽ nói trước nhá. Ok, rồi, tiếp tục ạ. Cô sang một cái cấu trúc nữa, đó là cấu trúc rất quan trọng mà em không bao giờ được quên. Đó là cấu trúc đảo với sâu chấm chấm dát và such chấm chấm dát. Cấu trúc này có nghĩa là gì các em? Quá đến nỗi mà. Quá đến nỗi mà. Đúng không? Rồi, thế thì nhá, chúng ta cùng xem câu đảo cấu trúc là gì đây. Nào, bây giờ cô cứ viết cấu trúc khẳng định trước này. Cấu trúc khẳng định của chúng ta như sau. Nào, S cộng với to be, cộng với so, cộng với tính từ, cộng với that. Và đằng sau là một mệnh, mệnh đề SV nhá. Rồi, đó. Nhưng mà nhớ này, nếu như sau S này không phải động từ to be nữa mà cô thay bằng động từ ở đây. Động từ thì ở đây chúng ta này nhớ này, to be thì đi về tính từ, nhưng động từ phải đi với trạng gì? Trạng từ cộng với that cộng với mệnh đề. Đây là cấu trúc xuôi nhá. Còn đối với such thì cấu trúc như thế nào ạ? Rồi, gì ạ? S cộng với to be cộng với such cộng với đúng rồi, cô quên rồi, đang thi đúng không em? Cố lên, cố lên. Cộng với now phrase, cụm danh từ. Cộng với that, đúng không? Và cộng với gì đây ạ? SV. Vất vả chung em, cố lên nhá. Rồi, thế nào là cụm danh từ các em? Thế này gọi là cụm danh từ này. A hot day, một ngày nóng nực, gọi là cụm danh từ. Hot là tính từ, day là danh từ. Thì đây gọi là tính từ đứng trước một danh từ thì nó gọi là cụm danh từ. Đây là cấu trúc xuôi của chúng ta. Và cấu trúc này chúng ta dịch là quá đến nỗi mà. Được chưa? Rồi, bây giờ cô sẽ chuyển sang câu đảo nhé. Nào, câu đảo đây.
Nào, câu đảo nào. Nào, câu đảo của chúng ta sẽ cấu trúc của chúng ta như sau. Sâu cộng với tính từ hoặc trạng từ cộng trợ động từ, cô ghi là trợ động từ, cộng với S và cộng với that. Đúng rồi, so beautiful is the girl that. Yeah, that's right. Đấy là cách Khoa dạy chúng mình nhớ ví dụ đúng không ạ? Cộng chấm 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 chấm. Được chưa ạ? Rồi, nhá. Rồi, thế còn sau such là gì? Such cộng với, thay cái này thành gì thôi? Now phrase là sao? Được chưa? Rồi, nào, chúng ta sẽ cô Hoa có một câu gốc như sau, các em chuyển cho cô nhá. Cô sẽ nói như sau ạ. This film, bộ phim này hay nữa mà. It's so interesting that now I have seen it many times. À, bộ phim này hay đến nỗi mà tôi xem nó rất nhiều lần. Rất rất nhiều lần, đúng không ạ? Rồi, các em biểu sâu cho cô nhá. So, nào, các em nhìn này. Nhìn cấu trúc nhá. Hạ xuống nào. So cộng với, à, ở đây là to be đúng không ạ? Thì các em phải cho tính từ vào đây, không dùng trạng từ nữa. So interesting, âm tiết số 1 nhá. So interesting. Đến ạ, cộng với trợ động từ đi. Câu này là hiện tại, ở đây dùng is, mình cũng dùng is này. Đấy chưa? Chủ ngữ đi. Nào, chủ ngữ là gì các em? À, the film. Đúng không ạ? So interesting is the film that. Và đằng sau giữ nguyên. À, thế có một cách nữa. Cô nói thật này, cái cấu trúc đảo rất nhiều học sinh nhầm. À, các em nhìn thấy đảo dễ hiểu không ạ? À, sâu cộng tính từ cộng, à, nếu không nhớ được cấu trúc này thì giống như bạn Nhi Anh Thư là bạn học sinh nhầm kiến. Cô dạy cách nói là gì? Cứ thuộc cái câu là cô ấy mới đẹp đến nỗi mà. À, cô chào Phi Phùng. So beautiful is the girl that. So beautiful is the girl that. Đó, nha. Các em thuộc những cấu trúc như vậy, đồng ý chưa? Rồi, một cái dạng đảo ngữ nữa chúng ta sang ghi cho cô này. Một cái dạng đảo ngữ nữa đó chính là số mấy nhỉ? 5, 6, 7, 8. Nào, cấu trúc số 8. Nào, đó là gì đây các em? À, hình thức đảo ngữ với, hình thức đảo ngữ với no và not. Hình thức đảo ngữ, đây cái này cũng hay có này. Đảo ngữ này với, cô chào Lan Hương, no và not. Được chưa? Rồi, chúng ta có hai cấu trúc khác nhau, hoàn toàn khác nhau. No là no mà not là not, hoàn toàn khác nhau nhá. Nào, ghi cho cô này. No cộng với danh từ cộng với trợ động từ cộng với chủ ngữ cộng với động từ. Nhưng động từ của chúng ta đây phải là nguyên dạng. Đấy là cấu trúc số 1 với no. Cấu trúc số 2 với not thì các em phải có từ any cho cô ạ. Nếu người ta không có, mình phải cho từ any vào cho cô. Not any. Vì bản thân từ any rồi nên cô phủ định. Mình có cấu trúc như vậy đúng không ạ? Yeah. Not any cộng với danh từ. Đúng rồi. So interesting is the film that. À, cộng với trợ động từ cộng s và cộng với động từ nguyên dạng. Đúng ạ? Rồi. Câu đảo không hề khó như các em nghĩ. Cô biết là các em không thích câu đảo đâu. Chẳng học sinh nào thích câu đảo cả. Nhà nó khó nhớ đúng không ạ? Nhà lúc thì đảo trợ động từ lên trên, lúc thì cho xuống dưới, chả hiểu cùng gì. À, luyện nhiều em sẽ nhớ ạ. Nhá. Rồi. Ví dụ như nào? Cô sẽ nói một câu như sau ạ. Từ rồi tôi sẽ chẳng mượn bạn tiền nữa đâu. Nào, cô dùng cách này. Tôi chẳng mượn bạn tiền đâu. Nào, cô dùng no nhá. Nào, nói no trước này. No. À, danh từ đi. Money. Đúng không? Sẽ mượn bạn thì trợ động từ của sẽ, sẽ là tương đối đơn và trợ từ nó sẽ là will đúng không ạ? No money will I chủ ngữ động từ nguyên dạng đấy ạ. Borrow from you. Được chưa? Đấy. Còn nếu như dùng not any trong câu này các em gì thì ghi như thế nào các em? À, not any đi đây. Not any cũng danh từ đấy ạ. Money và đằng sau giữ nguyên. Will I borrow from you? À, bút này lằng nhằng rồi. Viết nhiều hết mực rồi. Để cô chuyển mực. Chuyển nhá. Đấy. Các em nhớ chưa ạ? Nhớ chưa? Đấy, dễ nhớ mà. Đúng ạ? Rồi. Và một cấu trúc số 9 nữa là học sinh chuyên gia nhầm. Chuyên gia nhầm. Đó là hình thức đảo ngữ với only. Hình thức đảo ngữ inversion đấy ạ. Với từ gọi là từ only. Rồi. Nào. Thế thì có những hình, cái cấu trúc đảo ngữ với not only thì có nhiều không ạ? À, câu trả lời của chúng ta là rất nhiều cấu trúc. Rất nhiều cấu trúc ạ. Nhá. Ok. Nào, ví dụ như chúng ta có những câu như sau.
Ví dụ như là gọi là chỉ sau khi chẳng hạn, only later, đúng không? Chỉ bằng cách này, only in this way. Chỉ bằng cách khác, only in that way. Hay là gì ạ? Only after, chỉ ngay sau khi, đúng không ạ? Và đằng sau đó only after phải là danh danh từ. Tiếp theo nhá, chỉ bằng cách only by. Sau only by phải là động từ giống ing hay là gì ạ? Danh từ, đúng không? Chỉ khi là gì? Only when. Nhưng sau when là một bệnh, bệnh đề S cộng V, được chưa? Đấy. Chỉ với nói nào? Only with. À, thì lại danh từ thôi các em, đúng không? Hay là gì ạ? Ví dụ như là gì nhỉ? Only in cái gì đó uptown. Chỉ lúc thời gian nào đấy, được chưa? Đó. Thế thì sau tất cả những cấu trúc như thế này thì các em sẽ dùng cho cô cấu trúc câu đảo. Đảo thì tất cả những cái này nhé. Only này, ok. Và đằng sau là một mệnh đề luôn, SV. Đó. Sau đó mới là trợ động từ. Trợ động từ cộng SV. Cái SV này là mệnh đề của đằng sau, đúng chưa ạ? Đó. Ok. Nào cô cho chúng mình một ví dụ nhé. Nào. Chỉ khi tôi nói chuyện với anh ấy thì tôi mới yêu anh ấy, còn bình thường không yêu. Bình thường không thích, đúng không ạ? Nào, chúng ta sẽ là chỉ khi là qua vừa dịch câu nhá. Tất cả này giống nhau mà. Nhớ là sau tất cả những cái này thì đảo về sau thôi cô, nhìn nhá. Đây vẫn là SV bình thường, tức là vẫn có mệnh đề chủ ngữ vị ngữ nhá. Thế còn đằng sau đảo về sau là trợ động từ cộng S cộng V, đầu trạng. Đó, cái này rất hay dùng. Nào, chỉ khi tôi nói chuyện với anh ấy thì tôi mới yêu anh ấy được. Nào cô sẽ nói nào? Cô dùng only when chỉ khi mà. À, cô sẽ nói nào? Only when. À, nhìn thấy chưa? Chủ ngữ cộng vị ngữ đấy ạ. Nha. I talk to him. Nào, ở câu này là câu kể lại cho nên cô dùng quá khứ đơn, các em nhìn thấy quá khứ đơn không ạ? Nào, trợ từ quá khứ đơn là gì? Did nhá. Did này, chủ ngữ đi, tôi đi, động từ nguyên dạng thích đi, I like him. Còn lúc chưa nói chuyện chưa thích. À, các em hiểu cấu trúc chưa ạ? Đó, thì tất cả những cấu trúc này cô chú mình phải nhớ không ạ? À, đương nhiên là phải nhớ rồi nhá. Rồi, thế thì ngoài ra cô có một phần chú ý, xin lỗi, vừa rồi cô không nói đến cái phần này. Đó là cái phần này, cô xin lỗi nhé, cái phần 8 này tự nhiên cô nhớ ra. Cái phần 8 này chúng mình phải thêm cho cô một chút, thông tin một chút. Đó là gì ạ? Ngoài những cấu trúc này ra thì cô sẽ cho chúng mình một số cấu trúc mà đi với cụm từ mà có từ nông. Các em viết thêm vào phần 8 nhỏ cho cô nhé. Nào, tự nhiên cô nhớ ra phần đấy, mình đang thiếu phần đấy. Nào, thế thì chúng mình sẽ ghi cho cô thêm đó là gì ạ? Hình thức đảo ngữ với cụm từ mà. Hình thức đảo ngữ đặc biệt đấy ạ. Đảo ngữ, đảo ngữ này với cụm từ, với cụm từ nâu. Có nâu. À, ví dụ là gì ạ? Không một lúc nào, các em nói xem nào. Các em nghĩ nghĩ tiếng Việt nhá. At no time. Dạng câu đỏ cũng khó, cố gắng lên em. At no time là không một lúc nào. Tí chúng ta làm bài tập truyền dạy hiểu bài luôn ạ. Không một lúc nào. Hay là gì đấy ạ? Có một cấu trúc rất hay là on no condition. Không với điều kiện nào. Không với điều kiện nào. Đúng không? Hay là gì đây? On no account. On no account. Đây chữ C em nhé. On no account có nghĩa là gì ạ? Không một lý do nào. Không một lý do nào. Đúng không? Hay là gì ạ? Không một trường hợp nào. Under no circumstances. Không một trường hợp nào. Các em học luôn cả các cấu trúc này để chúng ta làm bài điền từ ô trống nữa nhá. Rồi tiếp theo này, không một lý do nào thì phải dùng cái từ for. For no reason. À, không một lý do nào, đúng không ạ? Không còn nữa nói nào. No longer. Không còn nữa. À, không một nơi nào nữa nào. Nowhere. Nowhere. Không một nơi nào. Được chưa? Đấy, các em chỉ có nhớ thôi ạ. Nhá. Rồi, nào. Ví dụ có một câu như sau ạ. Không một có lý do nào bạn nên rời khỏi đây. Tức là ở đây đừng có, không phải rời đi cả. Bạn làm gì bạn đâu mà không đi. À, mà phải đi, đúng không ạ? Nào, cô sẽ nói là không gì ạ?
Không một lý do nào bạn rời đây đi cả. Cô sẽ nói như sau. Nào, on no account. Nào, với cái dạng này, đúng ạ, thì cho trợ từ lên trên. Nào, on no account, bạn nên rời đây đi đâu? Should, trợ từ của should vẫn là should ạ. Should you live here? Nào, à bây giờ là không lý do nào mà nên rời đi cả. À, các em cho trợ từ lên trên, có phải trợ từ này, cộng S này, cộng V này, đúng cấu trúc chưa? Đấy, đảo về sau. À, đảo ngay từ về trước. Ok. Wow, at no time. Không một em thì là không một lúc nào cũng được mà nhá. Rồi, tiếp tục một cái cấu trúc nữa mà chúng ta sẽ không bao giờ thoát được với cái dạng câu đảo, đó chính là cấu trúc không những mà còn. Nào, cái mời đó chính là cấu trúc số 10. Nào, cái video cô nhá. Hình thức đảo ngữ với not only. Cái này là hai sai, trật tự từ là cái chú ý phần này qua cho cô nhá. Not only but also. But also không viết liền nhá. Nào, cấu trúc như sau. Not only cộng trợ động từ cộng với mệnh đề cộng but chấm 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 also chấm chấm chấm. Nào, hoặc nó vào không chờ chấm chấm nhá. Nào, anh ấy không những học giỏi mà còn hát hay. Nào, chúng ta cùng làm đúng cấu trúc nhá. Không những học giỏi còn hát hay, còn đẹp trai đấy chứ đúng không? Not only. Nào, chờ động từ này, học giỏi, đọc giỏi, cô dùng mình dùng hiện tại đơn câu này đi. Nào, hiện tại đơn thì chờ động từ hiện tại đơn là gì? Does, ví dụ he mà. Does, chủ ngữ đi ạ. Chủ ngữ này, he, động từ này, studies well, mà lại còn hát hay. Ôi dồi, học giỏi nhà giàu đẹp trai đấy đúng không? Rồi, mà còn học hay. But, này, cái lớp gì này, chấm 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 này là gì ạ? Chính là chủ ngữ đúng không ạ? He, không chưa? Also đi. Rồi, và đằng sau chấm chấm tức là động từ phải là nguyên. À, động từ là chia bình thường. But he also hát gì ạ? Sings very gì ạ? Hát hay là gì ạ? Beautifully hoặc là wonderfully. Đó, cái biểu chưa ạ? Ok, rồi thế nhá. Đó, các em nhớ giúp cô Hoa như vậy. Nhớ chưa? Nhớ vị trí này bởi vì đi thi nhá, người ta chỉ cần cho người ta chỉ cần thêm là bất gì đấy ạ? Bất on show hi là không được rồi. À, đợi cô tí cô gửi cái like vào trong nhóm kín, nhiều bạn chưa vào được cái dạng gì nhá. Đợi cô tí nhá. Đấy, học nhóm kín sớm như đấy đấy. Đấy, bạn nào thích học nhóm kín với cô thì đăng ký vào đường link hay là nhắn vào trong page nhá. Thì đấy, thì cô gì nhỉ, cô trợ lý sẽ giúp em để xem nào. Ok, xong rồi rồi nhá, không chưa? Đấy, phải nhớ. Các em không nhớ thì no way nhá. Rồi, và một dạng cuối cùng các em ơi, học nhiều cuối cùng chỉ còn có chết rồi, cô xin lỗi. Study giữ nguyên rồi, quá cảm ơn. Quá cảm ơn Hoàng Việt, quá cảm ơn Hoàng Việt. Thank you đấy. Động từ nguyên dạng chứ. Nhá, phải chia, không phải chia em ơi. Rồi qua cho anh nhá, các em nhớ nhá, động từ nguyên dạng. Nhớ là đã chia ở trợ động từ rồi thì động từ nguyên dạng. Ôi qua cảm ơn đấy. Viết vớ vẩn thế chứ đấy. Không để ý một cái là sai ngay. Rồi. Các em ơi, sang một dạng cuối cùng đó là hình thức đảo ngữ nhấn mạnh tính từ. À. Nào, 11 xong rồi, ứng dụng cái biểu bài luôn đây này. Nhá. Hình thức đảo ngữ này nhấn mạnh. Đúng rồi, em cô sửa rồi đấy. Nhấn mạnh tính từ study giữ nguyên dạng. À, cô viết nhầm. S cộng V động từ nguyên dạng mà. Nhấn mạnh tính từ. Nào, ví dụ như là cô có một câu như sau. English is easy. Ồ, thì anh dễ quá, đúng không? Cô dạy chúng mình một tí duy nha. Chúng ta nghĩ nó dễ thì nó là dễ thật. Nhưng em ủi thì anh khó quá thì nó là khó thật đấy. Vì cái não chúng ta nó thông minh. Em nghĩ gì não nó biết hết. Rồi, cô chào Ngọc Ngọc ạ. Rồi. Ngọc ơi, ngày mai bắt đầu mình chữa đề nhá. Bắt đầu mình chữa đề đến test mai là test 7 tới 8. Em làm trước nhá, học sinh mới mà. Rồi, xong chưa? Nào, bây giờ cô sẽ nói nào đây. Nào, tính từ lên trước nhá. Easy, đúng không? Is English. Chúng ta đảo trợ từ lên trên. Xong chưa? Rồi, bây giờ qua và chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập ứng dụng.
Cô cho chúng mình hai cái đường link hôm trước của cái bài cũ chúng ta vừa chữa. Và tiếp tục ngày hôm nay chúng ta sẽ làm đường link ở một dạng cô mới gửi tiếp theo. Chiều này ngày hôm nay nào, chúng ta sẽ làm, các em ơi, ở đây chúng ta còn có 20 câu. 20 câu đấy đầy đủ tất cả cấu trúc cho các em rồi. Nào, trên phần này phần rất là hay nhá. Nào, chúng mình chú ý nhá. Rồi, các em mở link được chưa? Mở link ra. Cái này cô dạy rồi nhi anh ơi. Hôm nay là buổi live thứ hai rồi. Buổi live thứ hai ở phần câu đảo rồi, ở trên page ấy. Nhá, cô chia sẻ ở nhóm kín của mình rồi đấy. À, chúng ta sẽ cùng làm cho cô 20 câu này. Làm xong 20 câu này em hiểu bài hết. Nào, thứ nhất nhá. Bắt đầu chúng ta cùng bắt đầu nhá. Nào, chú ý game. He's so gentle that he never scores anyone. À, tức là gì? Anh ta làm sao? Gentle tức là nhẹ nhàng, nhưng anh ta chẳng bao giờ là sao? Có bản người khác đúng không? Các thầy có thể sâu này. Cái gì nhỉ? Is là to be. Thì thế đây là tính từ đúng không ạ? Ok. À, ok em nhá. Thế thì đây này. Sâu, that, quan đấy mà. Vậy thì câu này, à, quan dạy là gì? Đây là câu đảo về sâu rồi. Nào, so beautiful is the girl that. Đấy, quan dạy chúng mình là nhớ cấu trúc ạ, bằng cách là gì ạ? So beautiful is the girl that. À, hôm rồi live để thử đúng không? Cô sẽ chữa vào thứ 7 nhá. Thứ 7. So beautiful is the girl that. Nào, chúng ta sẽ làm như vậy đi ạ. So, tính từ đi ạ. So gentle. So gentle is, đúng không? Is, chủ ngữ đi ạ. He, that. Đúng rồi, quá cảm ơn. Đấy, rất là tốt. Câu số 2. Chúng ta có từ hardly, chấm chấm when bằng với no sooner ra, đúng không ạ? Anh ấy không vừa mới mua một cái ô xe đạp mới thì bị tai nạn. Úi dồi ôi, quá nguy hiểm chết người. Nào, hardly là cô đảo, đúng không? Nào, đảo hardly thì đằng sau chấm chấm này phải là gì các em? À, phải là gì nhỉ? Phải là quá khứ hoàn thành, đảo của quá khứ hoàn thành. Nào, đảo của hoàn thành cấu trúc như sau. Had cộng chủ ngữ là gì? He. Cộng phần thứ hai đi ạ. Bought, đúng không? A new bike. When là sao Dũng Nguyên? Ok các em. Rồi, ở đây chúng ta có từ no sooner. No sooner, no sooner had he bought a new bike than. Đằng sau Dũng Nguyên. Đúng rồi. He he, giỏi quá. Chính xác nhá. Rồi, tiếp tục câu số 3. Các em ơi, ở đây chúng ta có từ the thief ran away. À, đây là câu đảo ngữ với phó từ chỉ gì nhỉ? À, chỉ nơi trốn, đúng không? Và chủ ngữ của chúng ta đây có phải đại từ không? Không, mà ở đây nó đóng vai trò là một danh từ. Chủ ngữ đóng vai trò là một danh từ. Vậy thì chúng ta làm thế nào? Cho gì? Cho động từ lên trên, đúng không? Away ran the thief. Thief, đúng chưa? Đúng chưa? Đấy, tiếp tục cấu trúc đi. Đây là nguyên tắc số mấy đấy? Nguyên tắc số 8 đấy, đúng không? Rồi, tiếp tục câu số 4. À, đó chính là câu của đi với gì? Only when. Nhưng đấy là chính là những cái cấu trúc với only mà cô đã nói chuyện với chúng mình đấy, đúng không? Only when, chỉ khi đấy. Nào, sau chỉ khi là cái gì nhỉ? Nào, để cô cho chúng mình nói có sách mách có chứng nào. Nhìn nhìn ví dụ nhé. Ờ, đâu nhỉ? Not only when. Ơ, à, vừa đây mà. Lại bay đi đâu rồi? À, đây, 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 đây. Đây nha, đây nha. Không, không, cô biết rồi. Nhưng cô muốn chỉ ở chúng mình nhìn ý. Đó là nguyên tắc số mấy ý? Đây, nguyên tắc số 9, các em ơi. Đúng rồi, bạn anh Nhi Thư biết đúng không chút đấy. Nhá. Rồi, nào, hình thức đảo ngữ với only. Hình thức đảo ngữ với only, đúng không? Đây, only when đằng sau SV. Đấy, đúng rồi, Nhi Thư, chúng mình phải viết được cấu trúc như vậy ra và làm được ứng dụng xong là xong nhá. Nào, mệnh đề đi ạ. Tôi vừa mới đến tuổi 30 thì tôi có thể lái được xe. Nào, only when gì đấy ạ? Nào, I reach. À, câu này giống cô 30 tuổi cô lái xe vừa vừa rồi. Only when I reach 30. Nào, đảo với đằng sau đúng không? Ở đây người ta dùng could, đúng không ạ? Số 9 rồi, qua cảm ơn. Could, chủ ngữ đi ạ. I drive a
car. Đấy, đúng chưa? Rồi, tiếp tục câu số 5. If he goes, đây là loại mấy? Câu điều kiện loại 1. Câu điều kiện loại 1 thì chúng ta bỏ if và thay bằng từ should. Nhưng mà đằng sau động từ phải là nguyên dạng. Vậy ta sẽ nói nào? Should, chủ ngữ đi. He, động từ nguyên dạng đi. Go to school. Cô dạy kỹ này mà các em không hiểu nữa thì là cô chịu đấy nhá. Các em phải làm, phải chăm chỉ ạ. Ok, bây giờ hiểu bài không ạ? Cô vẫn tin chúng mình hiểu bài được. Rồi, cô dạy chậm như thế này cơ mà, kỹ này cơ mà. Cô Sáu này, the man not only beat the child but also took on her money. Người đàn ông không những đánh đứa trẻ mà còn lấy hết cả tiền của nó, đúng không ạ? Rồi, nào chúng ta có từ not only but also. Đúng rồi, chính xác. Vậy phải là gì đây nào? Not only, đây là nguyên tắc số mấy đây? Not only but also, nguyên tắc số 10. Đây. Rồi, qua cảm ơn em, cảm ơn Nhi anh Thư. Cấu trúc này, not only cộng trợ từ cộng mệnh đề but chấm 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 also. Chấm chấm này chính là đại từ hay là chủ ngữ đi nhá. Ok, đấy các em phải nhớ được cấu trúc như này, xong chưa? Thực ra lúc đề thi, lúc các em thành phản xạ các em chẳng cần nhớ, các em vẫn làm tốt được mà. Còn chúng ta phải nhớ giai đoạn đầu như thế này nhá. Nào, đây là dạy bất gốc thì mới gọi là giai đoạn đầu, nhưng tầm này các bạn làm luyện đề ngon lành rồi đúng không? Nào, not only, nào trợ từ đi ạ. Did, đúng không? Câu này quá khứ mà, đúng không ạ? Vế đang, ok. Nào, gì ạ? Đây là quá khứ mà, đúng không ạ? Nào, not only did, chủ ngữ đi ạ, là gì? The man. Đúng rồi, chính xác. Thì đây, did cộng chủ ngữ động từ nguyên dạng vẫn là beat, em nhá. Beat. Ok, beat the child, đúng không ạ? But, chấm 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 này, đây chính là gì ạ? He, đúng không? Mình phải thay cái từ man thành he chứ, đúng không ạ? Rồi, but he, gì đây ạ? Also took all her money. Đấy, em thấy không? Thuộc cấu trúc xuống không? Rồi, cấu trúc số 7 nhá. He will never accept this proposal. Đúng rồi, nhanh thì đúng rồi. Anh ta sẽ không bao giờ chấp nhận lời đề nghị. Cô ta sẽ không bao giờ chấp nhận lời cầu hôn của cô ấy đâu. Ở đây chúng ta có từ proposal, lời đề nghị, trong này là gì? Lời đề nghị anh ấy, mà lời cầu hôn của anh ấy, đúng không ạ? Nào, thế là đây là câu đảo với cụm từ mà có từ gì? No. Có đúng không ạ? Đúng không? Đây. Đây. At no time. Nguyên tắc số mấy? Số 9. At no time, đúng không? Nào, thế thì chúng ta sẽ làm ở đây. Nào, đảo trọng từ lên trên đi ạ. Ở trong câu này người ta dùng tương lai đơn, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ nói nào. At no time, đảo trọng từ lên trên này. Will, chủ ngữ là gì? She accept his proposal. Bạn nào cô dạy này mà vẫn bị là chịu đây, bạn nào nhé, không hiểu thì nhắn tin cô Hoa bảo cho. Tại sao lại giảng kỹ này vẫn chưa hiểu thì chứng tỏ em bị mắc ở phần chuyên đề thì rồi, chưa hiểu thì rồi, đúng không? Bắt đúng bệnh không? Câu số 8. Nào, câu số 8. Mr. Bean rarely có nghĩa là hiếm khi, đúng không ạ? Hiếm khi, ít khi. Mr. Bean, hiếm khi thể hiện sự thông minh của ông ấy. Nào, thế thì đây là với từ gì? Với phó từ chỉ, phó từ phủ gì? Phủ định. Phó từ hay trạng từ phủ định, đúng không? Tần suất dạng phủ định đây. Nguyên tắc số 1, hôm trước cô dạy rồi. Nào, tất cả các trạng từ phủ định này, cộng trợ động từ cộng với mệnh đề, đúng không chút này không ạ? Đúng không? Nhớ chưa? Nguyên tắc số 1 hôm trước học, bài hôm trước. Vậy câu này chúng ta sẽ làm được như vậy đi. Nào, rarely, câu này là thì quá khứ đúng không? Quá khứ đơn thì trợ động từ của nó là did đúng không? Rồi, rarely did Mr. Bean. Rồi, động từ nguyên dạng này các em, show, giữ nguyên nhá, his intelligence. Được chưa ạ? Rồi, câu số 9 cũng thế. Nào, câu số 9, đúng rồi, chính xác. Đấy, nhìn thì nhớ tốt đấy. Tôi gọi điện cho anh ấy khi mà tôi về nhà. Vậy thì no sooner, đằng sau quá khứ đơn thành nhé. Tôi vừa về nhà, had I gone home, còn hôm than, đúng rồi, I phoned him, đúng không ạ? Phoned thêm đây cô nhá. Nào, scale giữ nguyên và thay mỗi từ than thành từ gì? When, đằng sau giữ nguyên, xong chưa? Rồi, bắt đầu qua đang tăng tốc một chút đấy. Câu số 10. If you had followed the advice, you could have succeeded. Nào, quá khứ hoàn thành, would have cộng phân từ 2. Cái này là câu điều kiện loại 3, đúng không ạ? Rồi, nếu bạn nghe lời khuyên thì bạn sẽ thành công. Nào, vậy chúng ta bỏ if
và cho thằng head lên trên cho chủ ngữ. Vậy chúng mình sẽ nói nào? Had you followed, âm tiết số 1 cái từ này, cho từ này nhá. Followed, đúng rồi, như anh từ đúng rất là nhiều. Followed the advice, đúng không? Đằng sau, you would have succeeded, nhá. Rồi, câu số 11, he dived into the sea, dive là lặn vào biển. Thế thì với câu 11 này chúng ta có trạng từ, phó từ chỉ nơi gì? Nơi trốn, đúng không ạ? Nhưng có một điều đặc biệt là ở đây chúng ta có chủ ngữ là một đại từ. Thế thì chúng ta phải làm sao? Dùng mệnh đề như bình thường. Nào, into the sea, he dived. Đấy, đúng cấu trúc chưa? Rồi, cấu trúc số 12. Nếu anh ấy có tiền, anh ấy sẽ du lịch. Đây là câu điều kiện loại 3. Câu điều kiện loại 3. Cái này cô đã dạy rồi. Thì chúng ta phải dùng cấu trúc. Đây là có tiền thì phải động từ chuyển động thì phải dùng cấu trúc là were as to verb. S là chủ ngữ, đúng không? Nào, chúng ta sẽ nói nào. Were gì ạ? Were he to. Động từ nguyên dạng của từ had là từ gì? Have money. Have money. Và đằng sau gì? Dụng nghĩa. Rồi, câu số 13. Người bạn, she's such a gentle girl that she speaks very softly. Cô là cô ấy nhà này, nói mà cô ấy nói rất là nhẹ nhàng. Softly. Nào, sau such là cụm danh từ, đúng không ạ? Nhưng với câu này, là cái câu vừa rồi cô dạy chúng mình cấu trúc như sau: such cộng với cụm danh từ. Cụm danh từ là a gentle girl, đúng không ạ? Rồi, trợ động từ đi. Ở đây là gì ạ? Is she, trợ chủ ngữ là she đúng không? That và đằng sau dụng nghiên. Kê mời. Tuy nhiên trong câu này có một cách nói như sau. Một cách nữa đó chính là các em cần phải biết hai cách để những khi có bài người ta chọn đáp án D là gì? Cả A và B, đúng không ạ? Nào, such, cách số 2 là gì ạ? Such này cộng với động từ to be, trong câu này to be. Such is cụm danh từ đấy ạ. Such is a gentle girl that, và đằng sau dụng nguyên. À, với dạng bài này qua khuyên chúng mình nhớ cả hai cách cho cô ạ. Such a beautiful girl, such a gentle girl is she that. Such is a gentle girl, such is a gentle girl that she speaks very softly. Đó, nhớ nhá. Rồi, mới là câu 13 thôi đấy. Nhưng là đủ hết các dạng cho các em. Nào, 14 nào. 14 nhá. Chữ kỹ này không hiểu bài nữa thôi nhỉ. Rồi, tiếp tục. À, the girl lay on the bed. Câu này lại là trạng ngữ chỉ địa điểm, đúng không ạ? On the bed, trên giường, đúng không ạ? On the bed. Nhưng mà trong câu này, chủ ngữ của chúng ta không phải là một đại từ I, you, we, they, he, she nữa. Vậy thì chúng ta lại cho chủ ngữ lên trên, à, động từ lên trên. On the bed, lay the girl, cô gái nằm trên giường. Đâu, khác nhau một tí đấy. Khác nhau một tí đấy em, đây. So, khác nhau chứ đấy nhá. Như anh thưa qua bảo này đấy nhá, câu mình hay nói này, so beautiful is the girl that, đúng không? Cấu trúc như này đúng không ạ? Rồi, nhưng sau sâu anh thấy là cái gì đây, là gì? Tính từ mà. Còn đây phải là cụm danh từ. À, đây là such a, đây cách một là such a gentle girl là cụm danh từ mẹ nhá. Đấy, bạn Huy Phụng học rất là tốt. Rồi, tiếp tục câu số 15. Câu số 15 dễ quá. It was not until that, mãi đến khi cô ấy 18 tuổi thì cô mới đi nước ngoài. Nào, not until, đảo với not until. Nào, đảo với not until là cái loại máy đây. Nếu cô không nhầm là loại 4. Loại 4, đây. Đâu nhỉ? Đây. Đây có đúng không? Loại 4 đúng không? Cô đồng lướt lướt vào rồi. It was not until chấm chấm giác này, such này, đúng không? Này, đảo trợ động từ lên trên này, các em nhìn thấy chưa? Này, not only until này, trợ động từ lên trên. Nào, chúng ta sẽ làm như vậy nhá. Not until. Nào, câu số 15. Not until not until. Từ từ nhé, bình tĩnh nhá. Đợi cô tí, cô lại đúng cấu trúc chúng mình đây. Có nhầm nhà gì viết đây, nhầm không nhỉ? Đây là cô xíu, cô lấy cái của đấy nhá. Nhiều tờ quá.
đang thiếu mất một tờ. Cô đang thiếu mất một tờ. Lịch live của cô ở trên page là vào thứ hôm nay thứ mấy nhỉ? Hôm nay thứ hai, thứ năm và thứ bảy. Còn lịch dạy live stream nhóm kín đang dạy luyện đề 200 đề là thứ ba và thứ sáu. Đấy là thế bạn. Ok. Đâu nhỉ? Bay rồi, bay rồi. Bay thiệt rồi. Nào, vậy not until gì ạ? Nào, mãi đến khi 18 tuổi thì đi nước ngoài đúng không ạ? Nào, not until đảo gì ạ? She gì ạ? She was 18. Did she go abroad? Đúng chưa? Rồi, chính xác. Mãi đến khi, đúng rồi, Huy Phùng, chính xác. Cô đang tìm đúng cái tờ đấy hôm qua. Rồi, qua cảm ơn. Tiếp tục câu số 16 ạ. We can, à lại có từ only rồi. À, đây là nguyên tắc số. Đấy là only, đây, only đây. 16. Ở đây chúng ta có only by đúng không ạ? Đây, các em nhìn cấu trúc only by. Đây, nguyên tắc số 9. Nguyên tắc số 9. Đây. Nguyên tắc số 9 đây. Đây, not only by cộng verb in cộng với mệnh đề, sau đó là trợ từ của mệnh đề. À, chúng ta làm đúng như vậy nhá. Chỉ bằng cách only by training, đào tạo đấy ạ. Training hard, luyện tập chăm chỉ. Nào, chờ một từ đi ạ. Can we improve our skill? Được chưa? Rồi, 17 dễ quá. Nào, lại là đại từ, chủ ngữ là đại từ they. Vậy, here they are. Được chưa? Cứ I, you, we, they thì phải cấu trúc đảm bảo là SV nhá. Rồi, tiếp tục ạ. Câu số 18 cho cô. He no longer drinks coffee. Anh ta không còn uống cà phê nữa. À, no longer. Đây chính là loại mấy cái? À, loại 1 đúng không ạ? No. À, đây, no longer. Rồi, loại 1 cái này dễ rồi nhé. No dễ rồi. Nào, no longer. Câu này là câu điều... À, đây là câu hiện tại đơn. Hiện tại đơn phải dùng trợ từ gì? Does, đúng không? Does he... Động từ nguyên dạng đi ạ. Drink coffee. Được chưa? Câu số 19. He stood outside the door. Anh ta đứng bên ngoài cửa ra vào. Đứng bên ngoài cửa. Nào, 19. Đây chính là câu thể gì các em nhỉ? Thì đây. Nào, chỉ gì? Địa điểm. Outdoor. À, outside the door. Nào, ở đây chủ ngữ là đại từ he. Vậy vẫn phải là SV. He stood. Người ta câu gốc dùng thì nào? Câu viết lại dùng thì đó. Nhá. Rồi câu dưới, not until lại đảo tiếp. Nào, not until nào. Mãi đến khi họ bị trộm tiền, to be robbed of, bị mất tiền thì mới trở nên cẩn thận. Nào, not until they were robbed of money. Rồi, với đằng sau này, thì này thì quá khứ đơn đúng không em? Rồi, vậy chúng ta dùng trợ từ đi ạ. Did they, động từ nguyên dạng của became là become, và nhớ phân thứ hai vậy là become em nhé. Become more careful. À, thì có đúng là sau become phải là tính từ không? Become. Ok. Xong nhá. Bây chúng ta sẽ sang đường link số 2. Hôm trước chúng ta sẽ chữa một số câu để làm trắc nghiệm nào. Thi trắc nghiệm mà, nhưng mà cô vẫn phải dạy chúng mình cái luận thế chúng mình. Em hiểu bài hơn đấy ạ. Đây. Em còn nhớ phiếu này không? Nhớ phía này không? Đấy, nhớ chưa? Rồi. Nào, chúng ta sẽ làm những câu còn lại. 1, 2, 3 cho cô nào. Ok, nhanh thứ nha. Muộn rồi đúng không? Cô biết tuần này. Nào, một xíu nữa thôi nào. Một tí khoảng 5 phút nữa đi. 5 phút nữa thì chúng mình có thể ngừng lại được. À, cố gắng nhé. Nốt 5 phút, 5 phút thôi. Học đi. Bây giờ bảo xem lại không xem lại đâu. Cô đã đi ngủ giờ. Bạn đang phải ôn thi đấy. Chưa được nghỉ đâu. Vất vả quá, cố lên, cố lên. À, cũng vất vả mà các em. Thời buổi này mà học sinh phải học, người lớn phải làm việc, đúng không? Yes. Ok. Nào, chúng ta cùng làm các em nhé.
Là cái chúng ta nhìn nhìn xong chưa ạ? À, một sẽ là gì đấy ạ? Ờ, à, đúng rồi. See, đương nhiên rồi. Phải chờ động từ, chính xác. Một see. Can we buy? Rồi, tiếp theo. Câu số 2 cho cô đấy ạ. Not even once the truth. Nào, cho đoán luôn đấy ạ. Câu 2 sẽ là gì kem? Câu 2 sẽ là gì đấy ạ? Not đảo thì phải trợ từ lên trên. Thì đây chỉ có thể là đi thôi, hiện tại hoàn thành đúng không? Has she told? Nhá. Rồi, tiếp. Cho cô cấu trúc cô 3. À, và cô 3 này, câu nào cô đúng kem? Cô 3 câu nào cô đúng nào? Nào, chúng mình cùng xem nhá. À, đây là đề bài kiểm tra là A and C are correct. Đúng rồi, A và C đều đúng nha. Chúng ta xem nào. Into the room came the teacher. Đúng rồi, cô giáo vào trong phòng. Into the room là cấu trúc chỉ địa điểm đúng không? Thì chủ ngữ là ok, là VS. Đúng rồi, chuẩn. Tiếp theo này. Not only lazy. À, cô này chẳng ai dậy này. B là sai rồi. No sooner had he drunk a cup of coffee than he. Đúng rồi, cô ấy đúng. Chính xác, vậy cô này phải là đi đâu? Được chưa ạ? Rồi, tiếp tục. Chúng mình làm cho cô câu 4 nào. Câu 4 đảo với not only but also. Hiếu ơi, Hiếu hiểu bài không Hiếu ơi? Hiểu bài không em ơi? Nào, các bạn khác hiểu không ạ? Nào, không những đẹp mà còn rất là graceful. Graceful tức là duyên dáng, đúng không? Đó, nhá. But she. Cái gì này ở đây người ta không dùng also mà dùng as well cũng được ạ? Nhá. Rồi, vậy câu 4 của chúng ta phải là gì? À, đương nhiên phải là gì? Đảo, đảo lên trên đi. Beautiful là tính từ. Vậy trước tính từ phải là to be, cho nên thằng này sai. Thằng này sai, thằng này không phải đảo. Ok, câu này phải là C. Được chưa? Nào, tiếp tục cô mời chúng mình làm cho cô hoa câu số 7 đi ạ. Nào, over there the shop that sells souvenir. Câu số 7 đương nhiên phải là gì? À, over there là chỉ gì nè? Địa điểm, đúng không ạ? Rồi, chờ động từ lên trên đi ạ. Ở đây chúng ta có shop là danh từ rồi. Danh từ rồi, chủ ngữ rồi. Hiện đây sẽ phải động từ to be. Và đây sẽ phải là gì ạ? A. Nhá. 7 sẽ phải là A ạ. Được chưa ạ? Rồi, tiếp theo. Ở đằng kia là một cửa hàng mà bán đồ lưu niệm. Nào, câu số 8 cho qua đi ạ. Never before. À, câu này đảo ngữ với trạng từ phủ định, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ đảo trợ động từ lên trên. À, trước đây họ chưa bao giờ phải chịu một cái disaster, một cái thảm họa như vậy, đúng không? Nào, they had suffered, không phải. They had suffered, vì câu này cô khẳng định, đúng không? Có phải đảo đâu. Đây, đảo phải là C. Trợ động từ cộng chủ ngữ cộng phần từ 2. Và đúng. Rồi, tiếp tục. Câu số 9 cho cô nào. Only if I had known the difference, the more expensive car. Rồi, qua, cảm ơn, Hiếu. Rồi. À, các em học khối A và em giỏi tiếng Anh thì học càng tuyệt vời hay sao? Tiếng Anh bây giờ nó là ngôn ngữ cơ bản rồi. Nó là cái học khối nào cũng phải giỏi tiếng Anh ạ. Vì thời này nó thế mà. Đúng ạ? Nào, câu số 9 sẽ là gì đây các em? Chúng ta cùng làm với cô nhá. Ơi chỉ giá mà. Tôi biết sự khác biệt thì tôi sẽ mua cái ô tô đắt hơn. Nào, would I bought, chẳng ai nói thế này cả, would I buy? Sai, vì đây là câu được gọi là mấy? Loại 3. À, bỏ đi, đúng không? Sai rồi, vậy câu này phải là đi. Nhá. Rồi, câu số 10. Câu số 10 nó lọt cái câu là, đây chính là gì ạ? Sự hòa hợp giữa chủ từ động từ neither chấm chấm nor. Thì ở đây Mary cô gọi là N1, her friends cô gọi là N2. Và theo nguyên tắc chúng ta sẽ chia động từ theo N2. Được chưa ạ? Rồi, N2 ở đây. N2 ở đây là friends của S, là nhiều người bạn. Nhiều người bạn thì thằng này bỏ đi. Thằng này bỏ đi. A hoặc B là sai, vậy cô này chỉ có thể là be bỏ. All là tôi be số nhiều, đúng không ạ? Rồi, nào, đảo với từ only, cho đảo trợ từ lên trên nhé. Vậy 11 sẽ phải là A. Does cộng chủ ngữ và cộng với động từ nguyên dạng, đúng không? Rồi, câu 12 cũng thế. Câu 12 đương nhiên phải là gì ghê? Only once, đảo trợ từ lên trên nhé. Không đúng, không đúng, không đúng. Vậy đây phải là 12 phải là gì? Be boy. Được chưa? Rồi, cái hiểu không ạ? Nào, làm tiếp cho cô Hoa câu số 13 đi ạ. 13 nào. Many a time, nhiều lần. This mistake, nhiều lần anh ta đã mắc cái lỗi này. Nào, đảo trợ từ lên trên. Thằng này sai, thằng này sai. Many a time. Yeah. Did he make this mistake? À, câu này người ta không dùng quá khứ được, vì đây là nói nhiều lần, tức là vẫn còn phải làm nữa. Vậy đây chỗ này phải là đi sẽ hợp lý hơn.
Vậy 13 chúng ta dùng đi chắc chắc tay nhá. Tiếp tục nào, câu số 15 nào. 15 sẽ là gì đây các em? Nào, nowhere else. Cho câu đáp án câu 15 sẽ là gì các em ơi? 15 các em tương tác cùng cô nào. Nowhere else. Thế nào, nowhere. Đây, đây chính là cấu trúc nowhere đây. Cấu trúc với now. Đây, các em nhìn thấy không ạ? Nowhere, không một nơi nào, đúng không? Rồi, nào đảo chậm từ lên trên đi ạ. Vậy đương nhiên câu 15 của chúng ta phải là thằng này sai, thằng này sai, thằng này sai. Vậy chỉ có thể bị đúng rồi, phải phủ là đúng, rất là đúng, rất là nhiều. Oliver cũng thế, chỉ khi ở nhà thì cô ấy mới âu yếm bọn trẻ thôi. Scold là âu yếm. Vậy câu 16 đáp của chúng ta sẽ phải là gì? Nào, Oliver thì đảo vế đằng sau đúng không? À, đúng ạ. Thằng này sai, thằng này sai, thằng này sai. Cho nên dùng hiện tại hoàn thành ở đây là chắc chắn nhất. Has he scolded? Vì scolded. Ok, rồi. Câu 17 là đảo với từ not. Not cộng danh từ. Not cộng danh từ. Đây là nguyên tắc số số mấy nhỉ? Em nhỉ? Đảo với not đây. No. Not a penny. Đây, đúng không? Đây. Hình thức đảo ngữ với no và not. Nguyên tắc số 8. Đúng chưa? Vậy thì chúng ta cứ thế mà làm thôi. Đấy, cứ thuộc nguyên tắc cho cô nhá. Vậy 17 sẽ là nào? Chờ động từ đi ạ. Thằng này không đúng, thằng này không đúng, thằng này không đúng. Ok, con này là A nhá. 17 phải là A. Not a penny did he give. Đề bài phải thiếu chữ to rồi. Give to somebody tức là đưa cho ai đó em nhá. Rồi, câu số 18 à. No longer có là không còn nữa, đúng không? Đây là đảo của dạng phủ định. À, không còn nữa cái việc mà phụ nữ phải làm sao. Bear a lot of children. Ok, rồi. Vậy thì câu 18 của chúng ta đương nhiên phải là gì? À, chờ động từ lên trên ạ. À, cái việc này là xảy ra hiển nhiên. Nhưng mà cái nhìn cho câu hỏi này, ở đây chúng ta có từ women. Ở đây chúng ta có từ women là danh từ số gì? À, cần cái câu này hơi sương sương tí, chú ý ạ. Không để ý là sai chứ không phải là khó. Chúng ta để ý thôi. Đây là danh từ số gì ạ? Danh từ số nhiều, đúng không? Danh từ số nhiều thì là chúng ta sẽ phải dùng gì? Doers, do. Đúng không ạ? Đúng không nào? Nào. Tiếp tục. Among them several sacks of white flour. Nào. Nào, among ở giữa. Nào, 19 sẽ là gì ạ? Them, số nhiều nhá. Ờ. Câu 16 là thói quen, đâu qua xem nào. Only went at home his à. Các em ơi, cái này là một thói quen. Thực ra thế này này, trong đáp án này các em có thể dùng A hoặc C cũng được. Hai cái đều có thể dùng được. Vì hiện tại hoàn thành, đúng mà, hiện tại hoàn thành là hành động sự việc đã xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn còn liên quan đến hiện tại và tương lai. Và hiện tại hoàn thành nhấn mạnh đến làm sao ạ? À, đến gọi là gì ạ? Đến hiện tại hoàn thành là nhấn mạnh đến cả một nhấn mạnh đến kết quả hành động, hay là nhấn mạnh một cái sự việc nó vừa xảy ra. Thế thì chúng ta đều có thể dùng A sẽ được, nhưng mà cô sẽ nghiêm về cái này hơn nếu trong một câu như thế này. Còn bình thường đáp án các em đi thi người ta sẽ không cho một cái câu nó hơi sương sương của đấy đâu, nó cho một trong hai thôi nhá. Thì các em dùng A cũng đúng mà nhá. Ok ạ, tiếp tục ạ. Câu số 19 cho qua đi ạ. Nào, among them several sacks of white flour. Giữa chúng là những cái gì ạ? Những cái túi bột, đúng không ạ? Vài túi bột. Nào, vậy 19 của chúng ta đương nhiên phải là gì các em? Nào, ở đây nhất là them, chúng ta là several sex, chủ ngữ là several sex. Các em chú này, several là một vài, đúng không ạ? Đấy, thế nhá. Cho nên là chúng ta phải dùng số gì ạ? Số nhiều. Động từ to be dùng nhiều đây, đúng không? Đây, đây, đúng không ạ? Thực ra đấy, đề bài chỗ này là câu A và D đều đúng mà. Đúng ạ, được hết nhá. Ok, nhưng mà đề bài thi người ta sẽ phải bỏ một trong hai đi, được không các em? Tiếp tục câu số 20. On a hill in front of them a great castle. À, trên đỉnh núi ở trước mặt họ là một cái lâu đài rất là to ở đó. Nào, 20 sẽ là gì đây các em? On the hill. Nào, 20 qua được đáp án chúng mình nhá. Nào, đó là nguyên tắc số mấy các em? Chỉ gì? À, nguyên tắc số 7, à số 7 đúng không? 67 gì đấy, phó từ chỉ địa điểm đấy đúng không? Đúng rồi, nào, chính xác. Và chủ ngữ chúng ta là a great castle. Vậy thì đáp án của chúng ta sẽ là gì? Cô mời chúng mình cho cô đáp án câu cuối cùng nào. Sau đó chúng ta đi ngủ nhá. 20 sẽ là gì ạ? 20 sẽ là gì đây?
Thực ra cái câu này thực ra trong cái câu này đề bài nó rất là khó cho các em. Cái này có hai đáp án, có hai cách nào. Ok. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ dùng cấu trúc là V cộng S đúng không ạ? Đúng rồi. Thế cho nên ở đây các em có thể dùng stand cũng được mà stud được, không thể dùng A và C được, đúng không? Nhá. Thôi rồi, đề bài là thế thì thôi chúng ta chọn một trong hai. Vì đây là gì ạ? Xin lỗi. Chỗ này đề ra bạn đề bài đúng rồi. Chỉ có thể là đi thôi bởi vì nếu như ở đây là một lâu đài mà thì stand của S chứ. Đúng ạ? Nhá. Xong chưa? Rồi cho em dùng stud cho cô ở đây nhá. Rồi. Xong chưa? Chúng ta đã xong hết tổng cộng khá nhiều bài tập ngày hôm nay. Bây giờ cô để xem nào, thứ mấy nhỉ? Cô xem nào, thứ 7 tuần này qua sẽ like một đề nhá. Like một đề. Like đề ở trên page, cái đề mà hôm vừa rồi các em thi thử ấy. Đúng không ạ? Thi thử ấy. Có những bạn nào chưa thi thử thì cô sẽ up cho chúng mình đề ngay bây giờ được không ạ? Xong có thời gian các em làm đi. Để thứ 7 chúng ta làm. Chúng ta cùng làm với nhau nhá. Đó, còn có một số bạn là bị mất điểm, không có điểm ấy. Thì các em xem đáp án xong các em so lại trong ngày thứ 7 này nhá. Rồi, qua chúc chúng mình ngủ ngon, hẹn gặp lại chúng mình. Đi em ạ, đi nhá. Yêu nhá. Ok, chúc chúng mình ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp chúng mình nhá. Hẹn gặp lại chúng mình. Những bạn nào muốn học luyện đề với cô Hoa 200 đề, các em hãy nhắn vào link nhá. Hoặc là cái page được chị trợ lý giúp em. Xin chào, hẹn gặp lại. Ôi, cô đi ngủ thôi. Nhanh ngủ ngon nhé.